mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái update cũng mới update 2 hôm trước hả? Yeah. Tên là Lightbridge hả? Ở đây là cái con chủ lực của nó là Lightbridge Server Castle, được chưa? Thì đây là deck của mình. Thì deck mình sẽ show cho mình ở cho anh em xem ha. Thì deck này nó không quá phụ thuộc về extra deck đâu nha anh em. Nhưng có một số lá trong deck này cần chú ý, ví dụ như đó lá Doc Batica này nè, nó cần xài extra deck. Thì extra deck thì anh em có thể xài con Elder HP. Thì ở đây mình nghèo quá không rớt ba con nổi, thì có nào mà giàu á thì đem có rớt ba con để em kích Domatica. Ngoài ra thì em có thể kích thêm Arisen. Thì lá Welcome Lyric này thì là quan trọng, anh em phải có ba lá thì không nói rồi. Thì lá này anh em cần hai lá hoặc ba lá tiền em. Thì cái hũ này để counter mấy cái death spell hiện tại thôi nhé. Thì extra death mình gồm MVP nè, nó con phát shield, cái con này con đọc lần đầu thì phải kích Domatica. Winter Assert thì cũng đã kích Domatica. Thì mà muốn muốn thì để chơi thôi. Con này để chơi thôi nè. Yeah. Nói chung là cần một số con quan trọng thôi. Bây giờ extra death mình xài với con đầu tiên này thôi, từ đây thôi nha. Bây giờ mình sẽ quay demo cho em xem nha. Play thì mình sẽ để trước nha anh em. Bye bye anh em. Bây giờ mình sẽ làm thử anh em xem ha. Anh em muốn coi demo thì anh em coi ở cuối clip nha. Rồi, chúc anh em thành công.
sẽ quay cho anh em cái clip lao brick nha. Lao brick này thì cái tay mình đó là cái bộ đẹp nhất là cái tờ lá này, là cái bộ lao brick chủ yếu là lá này và lá chát thôi nha. Thì đây mình sẽ lên cái lá à này và ấp mấy lá chát xuống từ từ, rất là đơn giản ha. Sau khi này úp á thì em để chế độ on thì mình nhé, thì ngay thân của ập vừa mở lên thì mình sẽ mở lá này lên, sau đó mình sẽ kích vào lá chát chắc. Thì lúc này á nó sẽ có triệu hồi con này, thì ra là kích hơi sớm thì nếu con này lên thì nó sẽ cho nổ ốp lá, thì nổ ốp lá liền này. Còn ở đây mình không kích nữa. Hơi sớm rồi này, thì lúc này em có thể cho nổ vào của nó đây, thì có thể kích ra này cho nổ ra này. Thì đây mình có thể bỏ lá xuống, đây mình bỏ con que xuống ha. Khi một lá rời sân, một monster rời sân thì lúc này nó sẽ cho nổ lá trên tay của ông. Thì lúc này đấy, nó sẽ là cơ chế của lá rít. Đó thì tiếp theo này thì lúc này nó sẽ cho ấp lực lá này, lực lá để xếp của chú. Đây, lúc này đang có thể kích hoạt lá này. Đây, bây giờ mình sẽ gặp lại anh em. Khi lá này kích hoạt thì anh em coi là một lá spell này, skill này nó sẽ cho nổ một lá ha. Thì đây mình sẽ lên xin lỗi này, gặp lên xin lỗi này nè, xin lỗi này. Lúc này kích con này để cho nổ lá này. Sau đó thì kích ra này sẽ cho nổ lá trên tay của mình. Lúc này đồng thời phải kích vô đó này. Được chưa? Mình lại chớp lá chát xuống tiếp. Được chưa? Cứ liên tục như vậy. Lúc này sẽ nổ một lá trên tay của mình. Thì chúng ta sẽ áp một game. Khi áp một game xong rồi này, thì anh em có thể chọn lá này, nó có thể cho chọn fusion được chứ. Còn lá solo barrier này chọn thể nào á thì cũng thôi sẽ không được kích hoạt. Khi một lá monster mono trap bình thường kích hoạt thì nó sẽ cho triệu hồi một con bộ ra, thì em sẽ triệu hồi con này mẹ luôn. Rất là đơn giản cách kích hoạt ha. Thì gì nên có thể kích lá này để ấp bài xuống tiếp. Đây, ấp lại lá này, ấp lá này. Rồi mình ấp lá này. Nó đừng nghe luôn. Sau đó thì lặp lại lên cái này có đủ anh lên cái này luôn, lên cái này nó sẽ cho nổ lá, tiếp lá rồi sẽ tiếp 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 được số tiếp. Sau đó lại lên xuống bên tay, sau đó là cho nổ ốc. Sau đó tình chế của lại thì chắc cho nên sẽ bỏ phải xuống này để cho lúc bay để cho ớt bay xuống tiếp đó chắc. Ok chắc, là cái lần nữa thôi nhé. Đây mình sẽ
bấm nút chết mãi không biết. Xem xem đây. Thì đây mình lại kích hoạt cái này tiếp. Thì lại lên con này. Thì lên để cho lỗ mình đấy. Trước này lại kích hoạt thêm số phần đó tiếp. Lên tay lát kia thì lên sân vậy thôi, còn lát thì nó tự ập xuống tiếp, cứ hồi liên tục cái này lên tay sân lát cho một lá không sinh hết nhé, nô luôn để cho một lá đó đây. Rất là easy ha. Đó, sau mình là em ha. Cái em thôi. Rồi, chúc em thành công nha. Cái bạn em.